Xin chào tất cả anh em nha. Thì hôm trước bạn mình có chia sẻ đến cho anh em xem một cặp mai khủng đang nằm ở trong khu vườn của anh Bảo bạn ở Bến Tre. Thì có là rất là nhiều anh em đã nhắn tin qua Zalo của mình cũng như là gọi điện hỏi mình về cái mai này bạn. Thì trong đó một số anh em hỏi mình là địa chỉ chính xác của cái khu vườn của anh Bảo là đang nằm ở đâu bạn. Và một số anh em cũng hỏi mình là anh Bảo ảnh dùng phương tiện gì, cách thức gì để chuyển gốc mai này về tới được Bến Tre bạn, và cách bứng của ảnh làm sao mà có thể mà đem nguyên một gốc mai khủng mà tàn tán thì vẫn giữ nguyên như thế này bạn. Thì hôm nay thì nói chung là cũng rất là hữu duyên và gặp được may mắn bạn, là anh Bảo ảnh đang có nhà, thì mình sẽ gặp trực tiếp anh Bảo và sẽ giải đáp cho anh em một số thắc mắc của anh em. Với lại hôm nay thì có anh Khang là người đã tìm kiếm cũng như là trực tiếp đứng ra bứng bạn và vận chuyển về tới Bến Tre, thì những câu hỏi của anh em sẽ được giải đáp trong vài phút tới bạn. Thì đây là toàn cảnh cái khu vườn của anh Bảo bạn, khá là rộng các bạn. Và mình quan sát thấy bạn thì hôm nay là cái ngày mà mình cảm thấy là gốc mai nó nở đỉnh nhất luôn bạn, bông này nó ra khoảng 80-90% rồi bạn ơi. Và cái khu vườn của ảnh không chỉ riêng về trồng hai gốc mai này không bạn, còn khá là nhiều mai bạn, và một số cây lộc rừng này kia đó bạn cũng khá là khủng. Thì chút xíu nữa thì mình sẽ chia sẻ đến cho anh em xem để mà mình có thể tham khảo bạn. Đây bạn, anh Bảo người có duyên sở hữu được hai cái gốc mai này bạn. Và hồi đó mà lúc mình lần đầu tiên á anh, mà mình tìm thấy được cái gốc mai này anh, là cảm giác mình muốn sở hữu nó, mà cảm giác nó mình sao anh? Thì hồi đó anh ra thấy cây này đẹp quá thì mới mua nó. Dạ. Mà khi mà nó đem về được tới khu vườn mình, cảm giác của nó sao anh? À đó, anh ra anh mua, anh hỏi thằng lính anh đó, coi đem ra được thì mua, còn không được thôi. Dạ. Yeah. Cái cây, cái đường ra nhỏ quá, mà anh thấy cây này khủng quá. Giống như mà mình đủ duyên, đủ nợ thì mình đem nó về để mình chơi thôi á. Nó mua cái cây này, anh tính là nó đem ra không được. Dạ, yeah. Tại đường hẹp hả anh? Bây giờ chạy hướng gì dạ. Đất lấp tới đây rồi. Dạ. Trầu tre bông nó còn khúc này thôi. À, đúng rồi, qua cầu tre bông. Nhìn nhìn anh với gốc mai bự hơn anh đó, bự hơn thân anh đó. Cây này tai chi gì nó lớn không mày, cứ 7-6-70 không, cái nào nhỏ đâu. Dạ. Cái cây ổ đế nó rất là đẹp. Đều lắm, tại vì lắp rồi. Khủng rồi. Lắp rồi đó. Cái này tại hồi đó anh ra rồi anh coi xong rồi nó có mấy bông đó, lên hai mấy cái bông, thấy bông quá đẹp rồi mới mua. Yeah. Mua nghĩ anh Bảo chưa sợ đem ra được thôi, tại vì gửi cọc ta hết 1 tỷ rồi. Yeah. Gửi cọc ta 1 tỷ rồi. Rồi chứ đâu có thấy được. Tại em thấy con đường nó cũng nhỏ quá, nhưng mà nếu mình đem được tính ra cũng hay. Cái đường của nó có 2 mét à. Yeah. Xe ô tô anh ra là đậu được hết cái đường rồi. Dạ. Mà nó có cua rồi, cổng chào lắm, nên cây này đem ra vất vả đó. Về tới đây hết 300-mấy triệu á chứ. Tiền lính, tiền công, tiền xe. Vận chuyển anh? À. Về đúng 15 ngày. 15 ngày. Ừ. Là lúc mà mình bứng cây mai mà mình nó lên xe xong rồi chuyển về tới đây là 15 ngày hả anh? Lúc mà xuất phát mà cái ngày đầu tiên bứng và tới về đúng 15 ngày. Dạ. Con lính về xong rồi, vợ đi xong 15 ngày, vợ về bỏ luôn. Yeah. Cái cây bên kia là cái tàn nó cũng cỡ cây này dữ hơn á. Tại nó không tàn lại, cái tàn khủng lắm. Cái tàn kia là nó không thua này đâu, cái tàn kia. Cái cây đó là cái hình cô gái mà đang giơ tay á. Dạ. Là cháu cây mai, chủ yếu nhà cây mai bên kia đó. Cái này mình sưu tầm về mình để chơi thôi hả anh Bảo? Đúng rồi, anh mua về để chơi, nếu mà có đại gia ra mua được giá thì mình cũng bán. Dạ. Yeah. Ở thông thân mà mọc ra được cái nụ bông kìa. Cái chuyện này mấy ngày mà đời thấy không? Cái chỗ nứt da mà nó lại nó xì nè, cái mọc nè, thấy không? Dạ. Yeah. Ê, thấy không? Không có nụ, không có cái gì vậy mà chỉ mọc, mà có nụ có thể mọc bông nè. Anh Bảo. Đây nè, đây nè. Cái này đúng là cái mai mọc nè. Rất là ngộ không? Nó chỉ không có miếng nụ nằm trong thân già vàng khẳng vậy mà viết trong nụ trong thân mà nó xì ra nó được 5 nụ nè. Ở bên đây nè. Đâu có miếng quá hay đâu.
thân vậy đâu có dính gì đó mà sao nó nụ đẹp quá. Bởi nhiều anh em không có hiểu được, đâu phải quá trình mà vận chuyển một cái cây bạn mà đem về tới nơi bạn mà nó có độ nó quá khủng như thế này bạn, đâu phải là chuyện đơn giản của anh. Một sớm một chiều thì không thể nào mà chuyển cái cây này mai này về tới nơi này được bạn, phải trải ra không biết bao nhiêu công sức. Bởi anh em nhiều khi anh em không đam mê nên không có hiểu được cái vấn đề đó, anh em cứ hồi đó 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 anh mình bứng cái cây mai này về trước cây mai kia về trước anh. Cây mai kia về trước. Trước anh. Thì cây mai kia về trước mà lúc đem về cái bộ 8 mét đây nè mà bích không còn xe qua lại. Và chỉ dừng xe lại đó và đợi lúc mà 1 2 giờ sáng mới cho xe xuất phát. Dạ. Tại vì không có đường đi xe nó thoát ra mà. Dạ. Mấy em chạy nữa, không có đường nào mà thoát ra được hết. Cái này đâu em nhờ anh cho thử nơm thử coi cái gốc mai này coi nó lớn cái nào anh. Dạ, ôm thì không giáp nổi. Dạ. Không giáp. Dạ. Và tiếp theo thì mình cũng xin nhờ anh Khang giải đáp một số câu hỏi của anh em. Thì xem có anh Khang chia sẻ về quá trình mà bứng cũng như là vận chuyển gốc mai này về tới khu vườn của anh Bảo là nó như thế nào nha mọi người. Anh nói chung là rất kỷ niệm ơi, nó quá gian nan. Dạ. Công mà dễ anh. Ừ. Cây này là đi Úc rồi đi tỏa, còn cái dạ. Cây em kia đi máy bay. Dạ. Cái bên đó anh. Ừ. Dạ, bạn. Cái bầu đất không với mà ốp cái tiền mua đồ không, cái bầu nó không với cái tàn không là 30 triệu. Dạ. Mua ba dây băng keo không là 30 triệu. Còn công cán anh em mà làm 5 ngày là không có tới tính cái tiền mua. Cái này hồi đó mình bứng cái ốc mai này khoảng nhiêu lâu anh? Mấy ngày anh? Bứng hả? Bứng thì tầm khoảng 2 ngày à. 2 ngày anh? Ừ. Mình bứng nhiêu người anh? 9 người. 9 người ha. Ừ. Hồi đó mình bấn cái bầu này nó bề ngang khoảng nhiêu mét anh? Nó hả? Dạ. Bề ngang, cái đường kính bề ngang không là 3 mét. 3 mét. Còn cái chiều cao sâu nó là nhiêu anh? Chiều sâu nó là 1 mét 9. Mét 9 hả? Từ mặt đất xuống tới lòng dưới mét 9. Hồi đó lúc mà mình bấn vậy là mình đi tìm kiếm rồi. Mình cũng khó khăn, gặp khó khăn trong cái câu mà chủ nhà người ta bán anh. Đúng rồi, rất là khó khăn tại vì lúc mà mua được nó rồi á, tại vì bay ra bay vô từ Bến Tre mà bay ra đó bay ra vô cũng 2-3 lần rồi. Dạ. Rồi cái giá cả nó chưa có được hai bên chưa thống nhất ha. Giá trị nó quá cao. Dạ. Giá trị nó quá cao. Rồi lúc mà đem về á, lúc mà mua được rồi á, rồi về tính toán cái đường nước mua rồi mà cầm tiền mà gửi cặp của ta gần 1 tỷ á. Dạ. Đó. Là đang tính cái bài toán nào để mà đem cây mai về cho một đợt mà không để mà những cây này bị hư hoặc tày trụ gì đó, nó rất là khó khăn, đang tính bài toán đầu rất là nhiều. Dạ. Rồi suy nghĩ cũng mấy đêm á. Dạ. Rồi cuối cùng quyết định cái lần cuối cùng nữa, một là bỏ tiền cọc 1 tỷ, hai nữa là quyết định đem giá bất cứ giá nào cũng đem về được, 1-2 tỷ cũng đem về. Rồi cuối cùng tính toán lại. Dạ. Xe cậu cái đường đi ra đền bù người trung tâm xung quanh khu vực ở cái làng đó bao nhiêu tiền. Dạ. Rồi mình mới quyết định đem về. Đem về. Anh là người là đứng ra trực tiếp để mà vận chuyển như là đúng mấy nha. Toàn bộ dàn cây của anh Bảo đây, toàn bộ chỉ huy, toàn bộ hết những cái khâu mà bứng cây vận chuyển hoặc cái cách chăm sóc trồng. Lúc mà mình đặt cọc mình mua rồi anh, mà thí dụ mà mình vô trong cái đường đó, hồi nãy em thấy những tấm hình đó anh, trong cái đường nó cũng rất là hẹp. Là mình để mà mình chuyển những cái cây đó về là mình phải phá hết mấy cái đường đanh luôn hả anh? Ừ, phải đền bù phá cây hết ra hết. Dạ. Từ chỗ cái đó mà ra ngoài tới mặt lộ luôn là xa không anh? Nó tầm khoảng 2 cây số. 2 cây số mà thấy đường đanh không anh? Đường đanh không. Dạ. Ở đó mình dùng phương tiện gì mình chuyển cây này về anh? Tại vì lúc đầu tiên á mà định chuyển nó đem ra và chuẩn bị mua một dàn sắt á, số tiền rất là nhiều á. Mới dùng cái bảo an á, thằng cẩu nó lên cây mai để xe thớt đó. Dạ. Chuyển ra, tại vì cái đường nó ra là cái nhất là sợ chủ nhà bắt đền bù mà đền không nổi, số tiền. Dạ. Quá nhiều. Dạ. Tại ra tới 2 km mà. Dạ. Rồi sau cuối cùng mà bay ra bay vô đi ra ngoài để
nhờ chủ nhà để xin cái đường đi ra của cái mấy hộ dân á. Dạ. Và người ta đồng ý cái đền bù cây chuối hoặc cái gì đi cái dướng ở đâu thì mình chấp nhận mình đền bù hết. Dạ. Đã chấp nhận rồi. Nói chung là cái nghĩa là một cái cây mai mà khủng á thì anh em nào mà mình có cái nghĩa có cái duyên và mình sở hữu được nó rồi. Mà khi mà cái khâu mà nhiều khi khâu vận chuyển này kia nó cũng khó khăn. Mà nói chung là mình phải đủ duyên đủ nợ anh. Với hai là mình phải có cái điều kiện để mình mới đem được những gốc mai khủng như thế này về đây. Nói chung là mình có duyên với nó thì mình sẽ đem được thôi. Cũng biết bao nhiêu người rồi mà nó cũng sở hữu nó mà cuối cùng không được. Tại vì cái cây này là giúp cái người mà muốn chơi đem về không bản lãnh đem về được nó. Dạ. Cái bầu đất này không bầu nằm hút mà vận chuyển về á. Yeah. Và anh em đây đều phải nhìn cái bầu, tại vì cái bầu hút mình bó mình đem về là hoàn toàn không bị hư hao bất cứ gì hết. Cái bầu này không, là tính từ cái lúc mà mình đào xới xuống tới là 18 lớp. 18 lớp hả? Bó. Những cái thân này ngày xưa là mình bó bằng cái gì mà em thấy nó không có tị gì hết anh? Cái này hả? Dạ. Cái này là lúc mình bó là băng keo. Dạ. Băng keo rồi xong rồi bắt đầu qua cái để chuối. Dạ. Để chuối á. Đó vô quấn băng keo. Cái thân này ớt không là cũng hơi mười ớt. Cái này mà anh thí dụ anh là người trực tiếp vận chuyển gốc mai lên. Mà để mà cái số tiền mà để mà anh em mà bứng xong rồi hoàn thành xong rồi dùng xe hay này kia mình cẩu về hết đây tại cái khu vườn luôn là nó rơi tầm khoảng bao nhiêu anh? Anh phải tiết không, lộ cho mà, nhiều anh em biết không anh? Nếu mà tính một cái cây này không và cái chi phí mà công cán mà đem hết toàn bộ này tại cái bầu này bơm bó bầu không khí tặng nhẫn ấp vô hết 30 triệu rồi. Dạ. Mà nếu mà thẳng thế tính về đây tới không 320 triệu. 320 triệu là tiền vận chuyển thôi anh? Tiền vận chuyển. Dạ. Rồi hết toàn bộ đền bù ra hết luôn á. Dạ. Rồi tính hết về khoảng 320. Dạ. Còn mà lúc mà cái cây này mà nó về tới nơi rồi anh. Ừ. Là mà cảm giác mà lúc đó là sao anh? Thì nói chung là coi như là mừng mà hết chết sống lại vậy đó. Là rồi từ đem vô chiếc ca tô mà nó gấp xuống mà gấp không nổi xuống luôn nữa rồi. Dạ. Tính đưa vô xong một xíu nữa. Đúng không? Và chuyển cho nằm trong không có buôn bán tại vì nó không có bán để chơi không có bán. Dạ. Rồi nó dơ không nổi nữa thôi giờ mày tới đây nữa cho nằm đây luôn chứ giờ hết nổi rồi. Hồi đó giờ anh đi bứng nhiều cây mà chỉ có cây này là lớn nhất anh? Ừ, cái hang này lớn nhất thôi. Dạ. Cây bên kia cái bầu cũng dữ mà, cái bầu bên kia bứng là nó ngang ngửa bầu này nè. Mà cái kia đường nó ra nó dễ không? Chiếc cẩu 5 tấn bỏ xuống bánh xe còn nền không à. Dạ. Anh có cái nào 8 cánh không anh? Có, bữa hôm qua kia bông nhiều cánh không? Khoan, cái gấp. Này em nói lấy bông này nó đưa cho. 2, 4, 6, 7 cánh anh em. Nhiều lắm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cánh anh em. Nó cũng nở nhiều nhiều cái cánh nha nè. 5 cánh, 7 cánh, 8 cánh mà. Bông quá đỉnh. Bông cây nói chung cây thiên nhiên mà được anh nó thiên nhiên thì mà bông vậy quá ok. 8 cánh, 10 cánh, 6 cánh, 5 cánh cũng có mà xịu rồi. Mấy 1.000 cánh rồi. Bông cái đều. Cuối cùng thì mình cũng xin chào tạm biệt tất cả anh em. Hẹn gặp lại anh em vào lúc 18 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Cánh Đồng Miền Tây bạn. Nếu anh em nào mà quan tâm về những gốc mai khủng, những gốc mai mà đẹp, quái, cổ thì anh em có thể đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nha bạn. Chào tạm biệt tất cả anh em. Hẹn gặp lại bạn.